Hello, xin chào quý khách hàng quay lại với cửa hàng Mắt Kính Tái Quang. Thì hôm nay bên Liêm mới ráp xong cái chồng 167 siêu mỏng cho khách hàng nha. Đây, không lộ viền. Đây, ráp rất là đẹp nha. Đây mọi người xem tham khảo, Liêm quay cận cảnh cho mọi người xem luôn nha. Đây, phải nè, trái nè. Đây, ha, rất là đẹp. Và từ trên nhìn xuống nè. Đấy, mọi người đoán được cái kính này là bao nhiêu độ không? Ha, rất là khó đúng không? Rất khó đoán được. Đây. 167, mắt phải là 6 độ ha. Mắt trái là 625. Dòng này thì chống tia xanh đầy đủ ha. TV nè, điện thoại, iPad và máy tính ha. Những tia sáng xanh mà phát ra từ cái màn hình đó, nó có hại cho mắt thì cái dòng này nó chống được. Rồi đem test luôn cho mọi người cùng xem nha. Đây. Mọi người coi. Đây, đây là dòng tia sáng xanh nha. Phát ra cái laser 303 đây. Đây, mọi người thấy không? Cái kính nè. Đó. Cắt đi tới 95% ha, hầu hết là gần 100% luôn rồi ha. Đó. Và chống ánh sáng xanh cả hai mặt ha, mặt trước nè và mặt sau nha mọi người. Đây, đó, mặt sau luôn. Đó. Rồi mọi người sẽ coi. Đó. Đưa vào kính nè, mọi người thấy đưa vào kính nè, nó cắt đi rất là ngọt ha. Đó. Thì cái màn hình máy tính đó, với điện thoại cái mức ánh xạ nó không sẽ không thể mạnh mẽ bằng những cái tia test này ha. Đó. Nhưng mà những tia test này vẫn cắt rất là ngọt thì chứng tỏ là những cái màn hình máy tính á, mọi thứ thì nó sẽ cắt rất là tốt ha, và nó sẽ hạn chế cho mắt của mình sẽ đinh độ và điều tiết ha, giảm mỏi mắt đầy đủ. Đây, đây là cái chồng nó chống tia UV và tia sáng xanh luôn nha. Rồi, Liêm giới thiệu xong rồi cái cặp chồng này. Đó, siêu mỏng, những ai mà cần làm cái chồng mà những ai độ cao á, tiêm độ cao mà cần mỏng á thì có thể ghé bên Liêm. Thì Liêm chuyên làm về cái độ mỏng á, để cho mọi người thấy được một cái kính nó ngấy nhất và đeo trên mặt nó cảm giác nó nhẹ nhàng ha, thanh thoát chứ nó không có dày và nặng nề so với những chồng kính thông thường. Nên chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên làm những cái chồng kính mỏng. Rồi, vậy thì Liêm đã giới thiệu xong. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.